Chào anh em nhá. Như clip trước tôi đã đăng tải về cái ống nhòm bút xi mà 10x50. Cái này này nhá. Clip trước tôi có đăng tải đấy. Cái này thì ảnh rất là nét, giá là 1,6 triệu. Thì hôm nay tôi giới thiệu cho các bác một cái mẫu cũng là hiệu bút xi, hàng cao cấp hơn một chút. Nó có thêm với chức năng. Đó là chức năng la bàn. Đây này các bác này, chức năng la bàn này nó có một ở dưới này. Nó có một cái ô này. Một cái ô này có một đường kẻ và có những cái số. Thì các bác nhìn ống nhòm mà đưa sang trái, đưa sang phải thì cái số này sẽ thay đổi nhá. Thế đây là cái bao bì của cái ống nhòm mà hàng cao cấp hơn, thì vỏ hộp nó như này. Đây nhá. Đây là vỏ hộp của nó. Thế còn về phần trong túi đựng của nó ở đây. Nhá, đây nhá các bác nhá, túi đựng này. Túi đựng màu xanh. Túi đựng màu xanh mà nó có hai khóa hai bên như này. Hai khóa này. Và đây là cái phần thân ống. Thân ống nhòm. Thân ống nhòm nhé. Đây này các bác này. Đây các bác quan sát thông số của nó này. Cái này ấy, của nó là 10x50. Nhưng mà cái thông số mà AT này, AF này, nó là 2000 IDS. 2000 IDS nhé. 132 m. Đây. Nói chung là thông số này nó cao hơn thông số bên này. Thông số bên này là 1000. 132 1000. Thì thông số này là 1000 này. Thông số này là 2000 này các bác này. 2000 nhá. Mà nó có thêm cái chức năng gọi là la bàn. La bàn là nằm ở đây. Chức năng la bàn nằm ở đây. Thì cái này chủ yếu là cái nút này, nút bấm này. Khi mà các bác bấm ấy, thì ở trong này nó sẽ sáng lên, chỗ la bàn nó sáng lên là phục vụ cho các bác ban đêm. Khi nhìn ban đêm ấy, bấm lên là cái chỗ la bàn này nó sáng. Và cái chỗ này là cái chỗ để cho các bác xoáy ốc ra để lắp pin. Lắp pin nhé. Thế còn về cơ cấu thì cũng giống như cái kia thôi. Chỉ có đường chỉnh duy nhất này thôi. Chỉ có đường chỉnh duy nhất này thôi nhé. Chỉ có đường chỉnh duy nhất này thôi nhé. Chỉ có đường chỉnh duy nhất này. Đây nhá. Hai cái chỉnh hai bên là chỉnh tiêu cự. Thì các bác cứ để mặc định đó là nằm ở cái dấu không rồi này. Nằm dấu không rồi nhá. Là nét nhất. Thì cái này ấy, cái chức năng la bàn ấy là có nghĩa là bây giờ tôi giải thích cho các bác này. Đây. Chức năng la bàn nó ở chỗ này này. Đây như thế này. Thì khi các bác đưa ống nhòm lên nhìn thì khoảng dưới nó sẽ có một cái ô và nó có cái vạch này này. Có một cái vạch và nó có cái đường ngang chỉ các số như là 170, 180, 190. Thì khi các bác mà cầm cái ống nhòm này, các bác nhìn sang trái, nhìn sang phải thì cái số này nó sẽ thay đổi theo. Số này nó thay đổi theo. Bây giờ tôi ví dụ như các bác nhìn thấy một tổ ong. Các bác đứng ở vị trí cố định, các bác nhìn thấy một tổ ong mà các bác đang nhìn như này. Ở cái này nó đang chỉ số là 180. Ví dụ như vậy, chỉ 150. Thì bây giờ các bác mà đưa cho một người khác cầm ống nhòm này quan sát thì người này chưa nhìn thấy tổ ong ở đâu, thì sẽ phải quay sang trái, quay sang phải, tìm rất là vất vả. Nhưng mà với cái chức năng la bàn định vị này thì các bác bảo cái người mới nhìn này này, nhìn làm sao cho cái thông số của cái la bàn này nó nằm đúng ở chỗ 180. Nằm đúng ở chỗ 180 thì nó sẽ thẳng với cái mục tiêu mà các bác quan sát thấy, đó là tổ ong. Đấy, thì cái này là tôi quan sát, tôi nhìn thì tôi chỉ thấy như vậy thôi mà giải thích cho các bác. Thế còn các bác nào mà dành hơn về ống nhòm, dành biết về kỹ thuật về ống nhòm hơn, về kiến thức ống nhòm hơn thì cái đấy là nó như thế nào thì các bác cùng tham gia đóng góp ý kiến ở bên phía dưới comment của video nhé. Thế còn cái này tôi quan sát thấy là khi mình nhìn sang trái, nhìn sang phải thì cái tọa độ của cái la bàn này nó thay đổi. Thì bây giờ ví dụ như mình nhìn ở cái tọa độ là 180 độ, 180 độ này mà mình nhìn thấy tổ ong rồi, thì giờ đưa cho người khác đứng ở cái vị trí của mình, nhìn đúng ở cái chỗ xoay làm sao cho đúng trùng với 180 thì cũng sẽ nhìn thấy cái tổ ong đấy nhá, nhìn thấy tổ ong đấy. Thế còn đối với cái ống nhòm này nó không có chức năng đấy thì các bác lại phải, người mới nhìn ấy thì lại phải nhìn từ từ, khi nào thấy thì thôi, không có cái mốc để chỉ, không có mốc để chỉ nhá. Thế còn về hình ảnh thì hai cái này nó gần như là ngang nhau nhé, không chênh lệch nhau là bao nhiêu hết.
nó chỉ khác nhau thêm ở chức năng la bàn này thì nó đắt tiền hơn, nó là 1,8 triệu nha các bác nhé, đắt hơn một chút. Đấy. Hàng thì luôn luôn vẫn là ship COD toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền nhé. Thì đây là cái mẫu ống nhòm Bushi cao cấp nữa muốn giới thiệu với các bác trong cái mùa săn ong này nhá. Mọi thông tin thì các bác vui lòng alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau. Đây này, trong này này các bác này, trong này thì nó còn có thêm là phụ kiện thêm này, cái này thì nó nhiều thứ hơn. Đây nó có cả một cái quyển sổ giới thiệu về cái ống nhòm này, các bác cùng tham khảo thêm nhé, nhưng mà nó là toàn tiếng Anh thôi, tiếng Anh thôi. Đấy. Thì cái này các bác nào mà biết ngoại ngữ thì mua cái này về và dịch để nắm được có những cái gì thì phổ biến lại cho anh em nhé. Trong này nó có cả cái hệ thống thước đo, cả đo chiều cao nữa ấy. Trong này có những cái vạch vạch ấy, nhé, đo cả chiều cao nữa. Đây. Đấy. Còn đây là cái hệ thống quay đeo của nó, dây đeo nó đây. Dây đeo nó cũng sẽ chắc chắn. Khăn lau này. Đấy, khăn lau này. Ống nhòm này. Ống nhòm. Túi đựng của nó là cái túi màu xanh bên kia. Túi màu xanh bên kia thì là nó có cả cái chức năng gài vào thắt lưng. Gài vào thắt lưng và chức năng dây đeo. Và chức năng dây đeo nữa nhé. Thế đây là cái phụ kiện của cái ống nhòm hàng Bushi cao cấp, thông số mà 132 mới lại 2000 đấy nhá, 132 với 2000. Thế còn cái mẫu này là 132 và 1000. Đây là hai cái mẫu Bushi cao cấp, các bác lựa chọn mẫu nào thì alo trực tiếp cho shop nhá. Và ngoài ra thì các bác cứ gọi trực tiếp lên số điện thoại của shop để nhận được cái sự tư vấn nhiệt tình nhất của anh em trong tổ bán hàng nhá. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhá.